Chào quý chị, quay trở lại với kênh bất động sản của Linh. Vừa qua có một số khách hàng hỏi thêm thông tin về việc mở rộng thành phố Tân An. Thì thực tế cái vấn đề mở rộng thành phố Tân An này là vấn đề đã được đề cập trước đây rồi quý chị. Trước năm 2020 nha. Và Tân An đã có kế hoạch mở rộng thành phố Tân An và đã có rất là nhiều văn bản và chủ trương để xin được mở rộng thành phố Tân An. Chứ không phải là hiện nay mới bắt đầu xin mở rộng nha quý anh chị. Về nội dung mở rộng hiện nay thì Tân An đang muốn mở rộng diện tích thêm, nó khoảng tầm tổng luôn diện tích mới và diện tích cũ nó khoảng tầm 150 ha. Thì cái gì mà 150 km2 thì về cái diện tích cũ của Tân An hiện nay á, Tân An hiện nay thì nó khoảng tầm 81 km2 trong toàn bộ cái khu vực hành chính của Tân An đây quý anh chị. Thì giai đoạn trước đây á, trước năm 2020 thì Bộ Xây dựng cũng đã có trả lời về vấn đề mở rộng khu thành phố Tân An này qua văn bản trả lời đây quý anh chị. Số 5087 thì trước đây là không có duyệt về cái vấn đề mở rộng này là do là quy hoạch 2021-2030 giai đoạn đấy là chưa được duyệt, chưa được duyệt cái quy hoạch tổng thể quý anh chị. Và năm 2023 thì quy hoạch đã được duyệt rồi, nên hiện nay tỉnh Long An tiếp tục đề xuất và xin chủ trương để lập lại cái quy hoạch chung của thành phố Tân An. Thì nội dung chung của nó thì muốn mở rộng về diện tích là 150 km2 toàn thành phố Tân An, tức là khoảng tầm 45,5% so với diện tích ở hiện tại, và mở về một số huyện gồm Thủ Thừa, Tân Trụ, Châu Thành với dân số khoảng 500.000 người, và dân số hiện tại của Tân An nó khoảng tầm 150.000 người quý vị. Về cái vấn đề 500.000 người này là kế hoạch tới 2050 quý vị. Đó thì đây là văn bản được Bộ Xây dựng trả lời cho Sở Xây dựng vào tháng 11 năm 2022. Thì hôm nay 10 tháng 1 năm 2024 tiếp tục xin chủ trương mở rộng thành phố Tân An quý vị. Đây thì trong cái bài báo này cũng nêu rõ là Long An muốn mở rộng về một số địa phương, về một số xã giáp ranh, gồm là hai xã của Thủ Thừa, đó là Bình Thành và Nhị Thành của huyện Thủ Thừa, gồm một phần toàn bộ địa giới hành chính của Tân Bình, Quê Mỹ Thành, Lạc Tấn, Bình Lãng, Tân Trụ của huyện Tân Trụ, và toàn bộ địa giới hành chính của xã Bình Quế, Hòa Phú, Vĩnh Công của huyện Châu Thành. Đây là một trong những thông tin cũng rất là quan trọng trong kế hoạch 2023 đến 2030 của Tân An. Quý chị có thể xem sơ về cái vị trí của Tân An đấy quý vị. Về Tân An, Tân An thì nó nằm ở góc giáp ranh đấy quý vị. Cái góc giáp ranh giữa Tiền Giang và thành phố Hồ Chí Minh, và con đường từ hướng trên này đi xuống, con đường này nếu mà trên bản đồ từ này xuống thì là quốc lộ 1A thì sẽ đi qua Tân An. Về vị trí địa lý của Tân An thì rất là thuận lợi vì nó là cầu nối đi từ thành phố Hồ Chí Minh và đi ngang qua vùng miền Tây Nam Bộ, và đây cũng là trung tâm hành chính chính của tỉnh Long An nhé quý anh chị. Chúng ta sẽ xem chi tiết một số xã giáp ranh của khu vực Tân An này nằm ở đâu. Thì nó bao gồm các xã, một phần xã của huyện Thủ Thừa này, và bên này là Tân Trụ. Tân Trụ vòng qua bên này Tân Trụ, và một ba xã ở dưới Châu Thành. Quý anh chị sẽ cùng Linh theo dõi qua hình ảnh vệ tinh Google Maps để nhìn cho rõ và thực tế hơn quý anh chị. Quay trở lại với hình ảnh vệ tinh, quý anh chị có thể nhìn thấy toàn cảnh của khu vực Long An qua lớp màu vàng. Qua lớp màu vàng nhé quý anh chị. Đây là toàn Long An, và màu đỏ ở phía dưới này là Tân An đây quý anh chị. Thì quý anh chị có thể thấy Tân An là cầu nối giữa thành phố Hồ Chí Minh đi theo quốc lộ 1A đây quý anh chị, và về hướng miền Tây Nam Bộ, và rất là nhiều tuyến đường kết nối như quốc lộ 62 đi về hướng Kiến Tường qua Campuchia, hay là 833 đi về hướng
cần Giuộc, cần Đước, rồi tuyến DT827, cao tốc Trung Lương, rất là nhiều tuyến đường. Và hiện nay như Long An cũng đã làm tuyến đường tránh của Tân An đây quý vị. Tuyến đường này là tuyến đường vành đai Tân An này. Và sắp tới Tân An đang muốn mở rộng địa giới hành chính sang hướng Bắc và hướng Đông và hướng Tây Nam. Cụ thể là một số xã quý anh chị có thể theo dõi ha. Đầu tiên là đây xã Bình Thành của Thủ Thừa. Nếu quý chị ranh giới đây quý chị, một phần của Bình Thành ha, rồi Nhị Thành, Nhị Thành ở trên này, một phần của Nhị Thành, và qua bên này là Tân Trụ nè, Mỹ Bình nè, Quế Mỹ Thạnh nè, hay là xuống về Lạc Tân, về Bình Lãng, Bình Quế, Phú Hòa, Hoa Phú vậy, Hoa Phú. Đó thì tất cả những cái xã giáp ranh của Tân An đây thì hầu như là sẽ được sáp nhập vào thành phố Tân An, mở rộng ra diện tích thêm khoảng tầm 70 mấy km vuông nữa. Chúng ta xem sơ mật độ dân cư tại khu vực này quý vị. Thì ngoài Tân An ra, những khu vực giáp ranh ở cánh này hiện nay dân cư khá là còn thưa thớt, và quỹ đất nông nghiệp ở cánh bên này rất là nhiều. Và sau tin những tin đồn, những cái tin quy hoạch như thế này thì chắc chắn là nhà đầu tư sẽ tìm về những khu vực này rất là nhiều. Đất hiện nay là đất xã, sắp tới sẽ lên là đất thành phố, đất phường, và rất là nhiều nhà đầu tư sẽ về khu vực này. Thì có một số lưu ý cho quý anh chị đầu tư, thì khi quý anh chị đi về khu vực này thì chắc chắn sẽ có rất là nhiều sản phẩm, và quý anh chị cũng nên cân nhắc lựa chọn và chú ý check thông tin quy hoạch cho đầy đủ và tránh những thông tin nhiễu của thị trường. Và đặc biệt hiện nay khu mở rộng của thành phố Tân An vẫn chưa có văn bản chính thức phê duyệt nhé quý anh chị, nên đây cũng là có thể để phê duyệt được cũng là khá là lâu. Và quý anh chị mua những thông sản phẩm bất động sản hay đầu tư tại khu vực này thì cũng lưu ý về vấn đề chồng chéo quy hoạch giữa quy hoạch hiện tại và sắp tới. Nếu như khu này, nếu như khu này được duyệt mở rộng thành phố Tân An thì sẽ có rất rất là nhiều quy hoạch mới chồng lên, và khi đó cũng rất là khó khăn trong vấn đề quản lý và sử dụng đất tại địa phương. Thì quý vị quan tâm những thông tin về khu vực Long An hay là những khu vực về quy hoạch tại địa phương thì quý vị có thể theo dõi, nhớ đăng ký lên và có thể liên hệ để hỗ trợ thêm thông tin. Rất là cảm ơn và hẹn gặp lại quý anh chị trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.